Cậu nói xem, con nhỏ Lý Thiến này nói chuyện kiểu châm chọc khiêu khích, rõ là quái gở. Đã thấy còn tạo thêm gánh nặng lớn cho công việc của chúng ta. Chuyện nào ra chuyện đấy, người ta quyên góp sách cũng có lòng tốt thôi. Mình thấy quyên góp sách chỉ là thứ yếu, đến khoe khoang mới là mục đích chính của cô ta. Mình nhớ hình như hôm nay cậu cũng có làm việc mấy đâu. Mấy cái thùng to sau cùng toàn là mình và thầy Ngải chuyển, không phải sao? Cũng phải. Đúng rồi, thầy Ngải, hôm nay anh là công thần lớn nhất đấy. Vãn Hà, à, chồng mình đến đón rồi, mình đi trước đây. Cậu và thầy Ngải cố lên nhá, bye bye. Đi nào. Tăng Lý, hình như hôm nay cô cứ né tránh tôi suốt. Trước đây sao không phát hiện ra miệng anh ấy lại đẹp như vậy nhỉ? Cảm giác rất mềm mại. Tăng Lý, không phải cảm giác, mềm mại thật mà. Tăng Lý, Tăng Lý. Ảo giác. Chiều nay vốn đã hẹn đi làm vệ sinh niềng răng, cô lại đột nhiên cho tôi leo cây. Tăng Lý, mày làm gì thế? Chẳng lẽ còn muốn cưỡng hôn người ta à? Đổ con gái lưu manh. Hôm nay còn có việc mà. Lúc hẹn quên không nói với anh. Miệng tôi dính thứ gì à? Không có gì, chỉ là cảm thấy rất đẹp thôi. Có thể làm người mẫu son môi được rồi. Mình phục mình quá đi. Sao lại nói năng chẳng đâu vào đâu thế này? Thời tiết hôm nay rất đẹp, hay là ra bờ biển đi dạo nhé. Vậy cô đã nói thế nào? Mẹ tôi nói kiểu người lười biếng như tôi, không có tương lai, chỉ có thể là một nhân viên thủ thư. Có lẽ vài năm nữa chẳng có mặt mũi nào đi họp lớp nữa rồi. Nhưng mà tôi đúng là một người như vậy đấy. Không thích những mối quan hệ phức tạp, chỉ thích ngồi đọc sách một mình. Lúc không bận gì lại cùng ăn uống vui vẻ với mấy cô bạn thân. Liệu thầy Ngải có khinh thường kiểu người lười biếng như tôi không? Trước đây tôi có nghe Lưu Vũ Thành nói anh sống và làm việc rất có quy tắc. Công việc, học hành, tập thể dục, đọc sách, dù mưa gió cũng không thể ngăn cản. Không đến mức như lời cậu ta đâu. Chẳng phải tôi cũng thường xuyên dành thời gian tập thể dục học hành của mình để trò chuyện và đi dạo cùng cô đây thôi. Thật có lỗi quá. Hình như tôi làm hư thầy Ngải được bao nhiêu người kính nể mất rồi. Tôi lại không thấy có gì không tốt cả. Trái lại cảm thấy cô rất giỏi giang. Anh đang an ủi tôi đấy à? Thật đấy. Cô ấy không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của người đời, cũng không bị ý của gia đình chi phối, tự lựa chọn công việc và lối sống mà mình ưa thích. Đây vốn là một việc rất đáng nể rồi. Tôi đâu có giỏi giang như anh nói. Nếu tôi thực sự không tự nghi ngờ bản thân mình, vừa nãy tôi cũng sẽ không buồn đến như vậy. Chuyện bình thường ấy mà. Tôi cũng thường hay tự nghi ngờ chính bản thân mình, nhưng lựa chọn lại thường đại diện cho thái độ của bản thân. Giống như tôi đây, có vẻ như đã lựa chọn một con đường mà người khác cảm thấy rất thành công, nhưng lại đã sớm từ bỏ việc mà ban đầu mình muốn làm. Vậy việc mà thầy Ngải muốn làm nhất là gì? Cô đoán thử xem. Nhà khoa học, doanh nhân khởi nghiệp. Không đúng, những cái đó đều hướng đi rất thành công. Nếu nhất định phải là lý tưởng đặc biệt thiểu số, ca sĩ nhạc rock cũng gần giống như vậy. Tôi muốn làm một họa sĩ truyện tranh. Thầy Ngải, hình như việc này chẳng liên quan đến nghề nghiệp hiện tại của anh cả. Hồi nhỏ, thấy những người bạn nam trong lớp hay đọc truyện tranh, tôi cũng rất thích đọc. Tôi cũng muốn được đọc cùng họ, nhưng họ luôn cho rằng tôi rất kỳ lạ. Hạng nhất cả khối, sao có thể thích đọc truyện tranh được chứ?
Sau khi bà tôi biết chuyện, cũng cấm tôi đọc chuyện, bảo sẽ làm ảnh hưởng đến việc học hành. Kể từ lúc đó, tôi đành phải đợi họ ngủ say, rồi mới lén lút đọc. Mặc dù sau khi trưởng thành không ai còn quản lý tôi nữa, nhưng tôi vẫn giữ nguyên thói quen đó. Nghiêm túc thực hiện thời gian biểu cũng là thói quen được hình thành từ nhỏ. Đó cũng là vì một tiếng tự do nhất trước khi đi ngủ. Xem ra thầy Ngải thuở nhỏ cũng là một cậu bé bình thường thôi. Nghĩ như vậy, dường như anh cũng giản dị dễ gần hơn rất nhiều. Thế nên, cô nhất định phải kiên trì với việc mà bản thân cô muốn làm. Tôi ủng hộ cô. Thực ra, môi của cô cũng rất đẹp. Chị gái đó thế nào rồi? Chị gái nào? Không được gọi cô ấy như vậy. Hình như dạo này cô ấy hơi bận, cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Dù cô ấy chơi game cũng chẳng thấy phản ứng gì. Đợt trước chẳng phải vẫn tốt đấy sao? Từ khi nào lại trở nên như thế? Chính là buổi tối tôi kéo cậu thắng liên tiếp đấy. Tôi khuyên cậu tải căn cứ vương giả đi. Mau lên. Tối qua, cô ấy vào xem chiến tích của tôi à? 32 lượt ghé thăm chỉ ghi chép có 12 người. Cái này nói lên điều gì? Điều gì? Đồ ngốc. Một mình cô ấy ít nhất đã dẫm lên cậu 20 lần. Vậy chứng tỏ là cô ấy quan tâm đến tôi. Thế tại sao lại ngó lơ tôi? Ghen chứ còn sao nữa. Cô ấy tưởng cậu và Hạ Hạ ngày nào cũng cầy ran đôi. Không thích cô ấy nữa. Ảnh đại diện của cậu là Hạ Hạ. Giờ cậu mới phát hiện ra. Tôi đâu có để ý. Tôi tưởng cậu dùng bừa thôi. Tôi dùng được một thời gian dài rồi. Từ khi đổi ảnh đại diện, giới tính cũng đổi thành nữ. Kiếm người leo ram cũng dễ hơn. Định đi đâu vậy? Tôi đi giải thích với cô ấy. Không, bình tĩnh đã. Hai chúng ta chơi một ván nữa. Nào, nào, nào. Bố sẽ không việc gì đâu. Cửa đã mở, ra rồi. Bố à, bác sĩ Giang, bố tôi thế nào rồi? Phẫu thuật nắn chỉnh rất thuận lợi, đừng lo lắng. Chỉ có điều chân của bố cô trước đây có vết thương cũ, lần này bị ngã lại đúng vào chỗ đó. Lúc đi lại, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bác sĩ, vậy có phải sau này ông nhà tôi chỉ có thể ngồi trên xe lăn không? Không đến mức vậy đâu cô. Cô đừng lo lắng, đi lại sẽ chậm hơn một chút. Tốt nhất là có người chăm sóc bên cạnh. Được được, cảm ơn bác sĩ. Việc nên làm thôi, từ từ thôi. Nào, mẹ, mẹ xuống trước đi, lát nữa con xuống sau. Được, cẩn thận nhé. Bác sĩ Giang vất vả rồi. Đó là việc mà tôi nên làm thôi. Đối với tôi, mỗi ca phẫu thuật tôi đều sẽ làm hết sức mình. Nhưng lần này tôi thực sự hy vọng tôi có thể phát huy hơn mức bình thường. Không nhớ ra tôi thật à? Anh là bác sĩ phẫu thuật của bố tôi. Chẳng phải chúng ta gặp nhau mấy lần rồi à? Lần đầu gặp mặt là cuộc họp đầu tiên sau khi tôi được điều đến bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hồ. Cô ngồi ngay bên cạnh tôi. Khi đó giám đốc, phó giám đốc bệnh viện lần lượt phát biểu. Cô cầm iPad, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Lúc ấy cô đang viết luận văn đúng không? Khi đó tôi đã nghĩ, cô gái này cũng to gan thật đấy. Nhưng trông rất ngầu. Cuộc họp toàn bệnh viện mỗi tuần một lần là lúc tôi viết luận văn đạt hiệu quả nhất. Hiểu mà, hiểu mà. Đi làm 6 ngày một tuần, mỗi ngày phải làm việc 9 tiếng. Mỗi tháng còn phải tổng hợp bệnh án của bệnh nhân, rồi báo cáo lên cấp trên. Mỗi năm cô còn phải đăng ít nhất 4 bài luận văn lên các tạp chí học thuật. Con đường để trở thành bác sĩ chính thật không dễ dàng. Cô phải cố lên nhé. Tôi thi đỗ từ lâu rồi, phỏng vấn cũng đạt rồi. Về việc khi nào mới có suất thì chỉ đành đợi chỉ thị của lãnh đạo bệnh viện thôi. Tôi có niềm tin ở cô. Cảm ơn. Thang máy đến rồi, đi thôi. Tên nhóc này vẫn đang chơi với Hạ Hạ. Cuối tuần có lịch chưa, bác sĩ Ngũ?
Bác sĩ Ngũ. Anh nói gì cơ? Tôi nói có muốn cuối tuần đi với tôi không? Chúng ta đâu có thân thiết, cuối tuần đi với nhau thì hơi ngại nhỉ? Chuyện gì cũng cần có sự bắt đầu, hai người cùng tìm hiểu lẫn nhau. Nói không chừng cô lại cảm thấy tôi cũng rất được thì sao? Tôi suy nghĩ đã. Tiểu Vương, thật trùng hợp. Trùng hợp. Lên đi. Có phải dạo này bác sĩ Giang đang theo đuổi cậu không? Cậu gặp anh ấy còn chưa quá 5 giây mà đã đưa ra một kết luận vô lý như vậy à? Mình nghe y tá của khoa chúng ta nói chuyện rồi. Dạo này bác sĩ Giang đi khắp nơi tìm hiểu sở thích, hứng thú gì đó của cậu. Hành động cũng nhanh đi chứ. Cậu có đi không đây? Mình phải đi thăm bố mình đây. Cậu đợi mình nói hết đã. Cậu cân nhắc chút đi. Bác sĩ Giang chín chắn, đẹp trai, sự nghiệp thành đạt. Hai người các cậu mới là trời sinh một đôi. Hợp với cậu hơn thằng nhóc đó nhiều. Không muốn nói chuyện với cậu, mình đi thăm bố mình đây. Cậu kể mình nghe đi, một chút thôi, kể gì mà kể, một chút thôi. Cậu mong bữa ăn này của chúng ta không hấp thụ vào người, làm ơn, làm ơn, làm ơn. Ăn xong lập tức đi ngoài nhé, ăn thôi. Mình không ăn rau. Mình muốn tuyên bố với các cậu một chuyện. Mình quyết định sẽ tham gia buổi ký tặng. Chẳng phải trước đó cậu nói không đi sao? Nhưng đúng là một chuyện tốt, không chừng còn có thể nổi hơn. Sao tự dưng cậu lại nghĩ thông suốt thế? Trước đây mình cảm thấy mình chỉ dựa vào trải nghiệm của chính mình viết thành một câu chuyện mà thôi. Nếu phải tiếp tục viết chuyện, thực ra mình chẳng có ý tưởng nào cả. Hoàn toàn không thể xem là một nhà văn thực thụ. Mình không tán thành. Mình yêu nhiều lần như vậy mà đâu có viết ra được chữ nào. Tăng Lý thì lại khác. Yêu thầm một người mà viết ra cả 100.000 chữ. Xem cậu siêu chưa kìa. Nhưng mình cũng đâu thể cả đời chỉ viết câu chuyện về chính mình chứ. Có phải là hồi ký cá nhân đâu, đúng không nào? Vậy cậu có nguồn cảm hứng gì mới chưa? Thực ra cũng không hẳn. Chỉ là hôm qua thầy Ngải đã nói với mình, thích được làm những việc mình thích, lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn là một việc rất may mắn, rất đáng được người ta ngưỡng mộ. Vì vậy, mình ngẫm nghĩ lại. Thực ra mình rất thích viết văn. Tạm thời không nói đến việc rốt cuộc có thành công hay không, rốt cuộc có thể hoàn thành chuyện hay không, rốt cuộc có thể trở thành một nhà văn thực thụ hay không. Chỉ cần được làm những việc mình thích làm, đơn giản nhẹ nhàng, không phải hối hận là được rồi. Chị hiểu rồi. Nguồn cảm hứng này đến từ thầy Ngải. Vu dịch 100.000 chữ, thầy Ngải có thế nào cũng phải có một bộ sách chứ nhỉ, đúng không nào? Các cậu đấy, mình nói nhiều như thế mà các cậu chẳng nghe vào câu nào hết. Ăn phần của các cậu đi. Tất nhiên là không vào được rồi. Tăng Lý, cậu như thế này là phạm tội dụ dỗ đấy. Cậu có biết ăn một đống nước sốt này thì mình phải chạy bao nhiêu lâu không hả? Mình phải ăn của cậu, mình lấy cái của cậu. Cơm của người khác mới ngon biết không hả? Cậu học cái xấu rồi đấy. Đút khoai tây cho bạn gái mình ăn thì có gì phải ngại chứ. Nào, để anh đút cho em. Chấm hai loại nước sốt luôn. Nào, ngon thật đấy. Đáng ghét. Mình nói cậu nghe, tuy rằng cô ta mặc cả cây hồng nhưng vẫn có thể nhìn ra tuổi. Lái máy bay thôi. Không phải cậu muốn ăn khoai tây chiên của mình à? Nào ăn đi, ăn nhiều vào, ăn hết đi. Hai cậu làm gì thế? Ai lái máy bay cơ? Ai lái máy bay hả? Ai lái máy bay hả? Mình đâu có lái máy bay, đừng có nói mình. Thực ra lái máy bay cũng hay mà. Bây giờ đang rất thịnh hành, đúng không nào? Vấn đề không phải là lái máy bay, Ngũ Dĩnh. Vấn đề của tình yêu là hai người có hợp với nhau hay không. Mình thấy cậu và Lưu Vũ Thành cực kỳ hợp nhau. Sao lại nhắc đến cậu ta? Mình và cậu ta chỉ là bạn thôi. Bạn? Thực ra cậu lừa được bọn mình, nhưng không lừa nổi trái tim cậu đâu. Mình còn lâu mới thích cậu ta. Câu này chỉ có mình cậu tin thôi. Thích thì đã sao nào? Cậu thừa nhận rồi đấy à? Xem ta cô bé chơi game cùng Lưu Vũ Thành xuất hiện rất đúng lúc đấy chứ, khiến bác sĩ Ngũ của chúng ta nhận thức sâu sắc được lòng mình. Nếu cậu đã thừa nhận thích Lưu Vũ Thành, vậy tại sao còn lạnh nhạt với cậu ấy? Mình không muốn vì thích một người thì mình chỉ có thể mua quần áo đủ màu sắc để mặc, thậm chí còn không dám trang điểm, chỉ sợ đi trên đường người ta nói mình trâu già gặm cỏ non, còn phải bận tâm mỗi một nếp nhăn trên mặt, sợ hãi mỗi khi đến dịp sinh nhật, càng không dám nói với người nhà mình về quan hệ giữa mình và cậu ta, sợ rằng một ngày nào đó hai bọn mình chia tay, người ta mới 20 mấy tuổi còn mình đã hơn 30. Thôi vậy, nếu cậu ta thực sự đến với cô gái trong ảnh đó thì cũng tốt mà. Hai người họ trạc tuổi nhau,
vẻ ngoài cũng xứng đôi, cùng nhau lên lớp, cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn bữa sáng, bữa đêm, cũng còn tốt hơn là ở bên bà chị già này. Trời ạ, đây có còn là ngũ dĩnh của chúng mình nữa không? Ngũ dĩnh của trước đây khi thích một người chẳng phải biết sợ là gì sao? Sao thế? Hồi đó chẳng phải mình vẫn còn trẻ hay sao? Nói gì thế? Cậu mới 27 tuổi thôi mà. Lưu Vũ Thành còn trẻ, nhưng cậu bây giờ vẫn còn trẻ trung lắm. Mình không còn trẻ nữa. Các cậu nghĩ mà xem. Hồi đó chúng ta ăn 3 cái hamburger, ngày hôm sau là tiêu hóa luôn rồi. Bây giờ mình ăn 1 cái hamburger đã tăng thêm 1 cân. Có giảm kiểu gì cũng không xuống. Trước đây mình ngủ tốt lắm, ngủ say cực luôn. 3-4 cái báo thức cũng không dậy nổi, bây giờ thì sao? Đêm nào cũng mất ngủ. Sáng nay ngủ dậy mình xem đồng hồ, 5 giờ rưỡi, quá sớm luôn. Còn nữa, trước đây chúng ta đi quẩy, quẩy 3 tiếng, chưa từng phải nghỉ trên băng ghế. Bây giờ, đừng có gọi mình đi quẩy, mình nghĩ thôi đã thấy mệt lắm rồi, không muốn. Các cậu biết không, mình bắt đầu rụng tóc rồi. Mỗi một sợi tóc của mình đều có tên riêng. Chúng nhiều thế này cơ mà, mình đều có thể nhận ra chúng. Mình già rồi, mình cũng rụng. Cậu xem mảng tóc này của mình đi. Mình hói cả mấy mảng này. Cậu cũng bị rụng tóc à, sao mọi người đều như vậy? Cậu xem nếp nhăn này của mình đi. Mình cũng có nếp nhăn rồi, nếp nhăn của mình trông cực rõ luôn. Mình mà cười là không có cách nào giấu nổi. Đâu có, mình không biết phải làm sao nữa. Đâu có, các chị em, chúng ta không được quên chủ đề hôm nay. Tăng Lý chúc mừng cậu gần hơn một bước với giấc mơ làm nhà văn của cậu rồi. Nâng ly vì cậu nào. Chúc Tăng Lý sớm ngày trở thành Tam Mao thời nay. Một câu chuyện tình cảm viết mười mấy cuốn sách. Cố lên, cố lên, cố lên. Có được uống coca không nhỉ? Phải kiêng đường chứ nhỉ? Phải kiêng đường. Tuần sau Mã Tiểu Binh có thể làm thủ tục nhập viện rồi. Nếu kiểm tra trước phẫu thuật không có vấn đề gì, có lẽ tiếp theo có thể tiến hành phẫu thuật được rồi. Tốt quá rồi. Đây là ông của Tiểu Binh. Đây chính là bác sĩ Ngài. Chào cậu, chào bác sĩ Ngài. Thực sự cảm ơn cậu. Hiệu quả niềng răng ngày càng tốt đấy. Nếu không có cậu giúp tôi xin miễn giảm tiền phẫu thuật, lần này cuối cùng cũng đúng hẹn rồi, thì cuộc đời này của Tiểu Binh bị lỡ dở rồi. Trước đây tôi không đến đúng hẹn sao? Cô nói xem, đừng khách sáo thế ạ. Chuyện nên làm thôi. Ông yên tâm, chỉ cần Tiểu Binh nghiêm túc làm phẫu thuật thì trước 18 tuổi bệnh của cậu ấy có thể chữa khỏi. Thực sự cảm ơn. Thông thường mà nói, cô biết không, trước năm 18 tuổi, chi phí hỗ trợ lần này về cơ bản là cậu ấy có thể chỉ có 30% hồi phục lại như bình thường, 70% còn lại là thầy Ngải tự bù vào đấy. Khoảng thời gian sau phẫu thuật có thể ông phải vất vả. Vậy là phải bỏ ra bao nhiêu tiền, chú ý chăm sóc thêm, cũng phải 50-60 nghìn tệ đấy. Bác sĩ Ngải vốn không cho chúng tôi nói ra với người khác, nhưng nói với cô thì chắc là không sao. Thế nào, có phải càng thích thầy Ngải hơn nữa không? Cảm ơn cậu nhé. Không có gì ạ. Thật không biết phải nói thế nào. Thầy Ngải, phẫu thuật hở hàm ếch phức tạp lắm à? Có thể xem như một ca phẫu thuật tạo hình mặt khá phức tạp. Đầu tiên cần phải xác định điểm giải phẫu cơ bản của môi. Sau đó mới tiến hành tách, rạch da, lớp cơ, niêm mạc. Phải xử lý từng tầng một, sau đó tiến hành phục hồi vị trí của những vị trí đã rạch và khiến cho chúng liền lại. Cả quá trình phục hồi có thể phải giải phẫu nhiều lần. Nghe có vẻ như bác sĩ Ngải rất giỏi. Cũng không phải. Tôi chỉ đang làm việc mà mình nên làm thôi. Thực tế trong điều trị hở hàm ếch, bệnh nhân gặp phải thử thách hơn bác sĩ rất nhiều. Cô nghĩ mà xem. Ví dụ như bây giờ cô chỉ đeo niềng răng mà đã muốn nhanh chóng được tháo niềng. Nhưng đối với bệnh nhân bị hở hàm ếch, họ phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần và trị liệu hồi phục trong mười mấy năm trời. Việc này cần có ý chí rất lớn. Vậy lúc nào chúng ta đến cô nhi viện thăm Mã Tiểu Binh đi. Tiện thể cổ vũ cho em ấy. Được. Sao thế? Không có gì. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn thiên thần áo trắng đã tự bỏ tiền túi và rất nỗ lực phẫu thuật cho bệnh nhân. Cô biết rồi à? Châu Văn nói với tôi rồi. Cô ấy còn hỏi tôi có phải kính nể anh hơn. Đâu đến mức như mọi người nói. Tôi chỉ cảm thấy một người tương lai có thể trở thành người tốt hay xấu, thực ra chủ yếu phụ thuộc vào quá trình trưởng thành của người đó. Đứa trẻ từ nhỏ đã không có bố mẹ, thật ra rất dễ sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Lại thêm việc mắc căn bệnh bẩm sinh, tâm lý càng dễ bị tổn thương.
Tôi hiểu. Thầy ngài muốn dốc sức chữa khỏi cho Mã Tiểu Binh, dù là về thể xác hay là tâm lý. Tôi cũng như em ấy, đều là cô nhi. Nhưng tôi may mắn hơn, vì từ nhỏ đã có ông bà nội ở bên tôi, dẫn dắt tôi đi theo con đường đúng đắn. So với tôi, Mã Tiểu Binh không được may mắn như vậy. Thế nên tôi đang nghĩ, tôi có thể dùng hết khả năng của mình để tạo chút ảnh hưởng tích cực cho em ấy, hoặc là tạo ra một hoàn cảnh tốt hơn, tương lai em ấy cũng sẽ trở thành một người tốt hơn. Niềng răng của cô xong rồi, tôi lấy giúp cô. Được. Thực ra thích một người không phải là một chuyện quá khó. Lúc mới đầu chúng ta thường mơ hồ bị hấp dẫn bởi bề ngoài và ưu điểm của đối phương, hay thậm chí chỉ đơn thuần bị thu hút bởi một cảm giác nào đó. Nhưng nếu trong quá trình dần dần tiếp xúc, có thể phát hiện ra thật ra điểm nào của người đó cũng đáng để mình thích, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Xin lỗi, tắc đường quá, em lại đến muộn rồi. Không cần xin lỗi anh, cho em một đặc quyền, trong vòng một tiếng thì không tính là muộn. Thật à, đi thôi. Cảm ơn anh, đã từ bỏ phim hành động của anh để xem phim tình cảm của em. Đây là mưu kế của anh, hôm nay anh xem với em, lần sau em xem phim của anh. Như vậy thì một tuần chúng ta có thể xem cùng nhau hai lần. Đúng rồi, cho anh xem một thứ rất đáng sợ. Thịnh Minh là bạn trai tôi, sâu ân ái với bạn trai của người khác, không biết xấu hổ à? Khai mau, rốt cuộc anh có bao nhiêu cô bạn gái? Anh chỉ thích mình em biết mà. Sao anh phải căng thẳng? Anh yên tâm, em biết mà. Chắc chắn là trò đùa ác ý của dân mạng thôi. Em nói anh nghe, bây giờ em khổ lắm. Em đăng ảnh selfie, sau đó họ nói em chỉnh ảnh. Em thể hiện tình cảm, họ lại nói em cướp bạn trai người khác. Nhưng em không quan tâm, em sống hạnh phúc là được, phải không? Em vào trước đi, anh đi vệ sinh đã. Nhưng phim sắp bắt đầu chiếu rồi, anh nhanh lên nhé. Rốt cuộc em muốn làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi. Em không đồng ý thì không gọi là chia tay. Em cứ ép anh phải ở bên em, làm thế có ý nghĩa gì không? Có. Thịnh Minh, em cảnh cáo anh, anh lập tức nói rõ ràng với cô ta đi. Nếu không em lên Weibo làm loạn đấy. Em sẽ nói với tất cả mọi người rằng cô ta là kẻ thứ ba, cô ta cướp bạn trai của em. Em sẽ biến tất cả fan của cô ta thành anti-fan. Em... Thịnh Minh, Anh làm sao thế? Anh thấy khó chịu ở đâu à? Có phải dạo này anh mệt quá không? Hay là thế này, chúng ta không xem phim nữa, lên trên ăn gì đó, rồi chúng ta về nghỉ ngơi được không? Y, em đối xử với anh thật tốt. Là anh có lỗi với em. Sao thế? Đột nhiên anh nói gì vậy? Anh quen người đã gửi tin nhắn cho em. Bọn anh yêu nhau 10 năm rồi. Lúc quen em, bọn anh vẫn chưa chia tay. Em có nhớ lần em nhờ anh sửa ảnh không? Tối đó, anh đã nói chia tay với cô ấy. Thế hai người chia tay là vì em ư? Anh không muốn vì bào chữa cho bản thân mà nói không phải vì em. Nhưng anh thực sự đã rung động. Anh thực sự rất thích em, mới quyết tâm cắt đứt với cô ấy. Sau đó cô ấy nhắn tin WeChat, gọi điện cho anh đều không trả lời. Anh thực sự không nỡ rời xa em. Y, chuyện này là do anh xử lý không tốt. Anh làm liên lụy đến em rồi. Thế anh định làm gì? Anh không biết. Y, Alo, đuôi biển số xe của cô là 683 phải không? Phải. Cô mau đến đánh xe ra chỗ khác. Xe tôi bị xe cô chặn rồi, tôi phải đi rồi. Xe...
tôi lái xe đến à? Không thì cô đến đây kiểu gì? Tôi phục cô thật đấy. Chỗ đỗ xe vốn đã hẹp, cô lại còn đỗ xe lệch. Cô cố ý chặn xe tôi à? Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay. Thế cô đang ở đâu? Nhưng tôi không biết giờ tôi đang ở đâu. Tôi, để tôi xem đã. Bây giờ tôi đang ở một nơi cách đó hơn 7 cây số, chắc phải mất nửa tiếng nữa mới quay lại được. Nửa tiếng? Lát nữa tôi phải tham gia bữa tiệc xã giao, làm lỡ việc của tôi thì cô có đền được không? Hôm nay thật là xui xẻo, ra khỏi cửa thì dính mưa, đỗ xe còn bị nữ tài xế chặn xe, tôi không quan tâm. 10 phút, cô mà còn không đến là tôi cứ đâm xe ra đấy. Xin lỗi, hôm nay tôi cũng rất xui xẻo. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Giờ tôi sẽ quay lại ngay. Giờ tôi sẽ quay lại ngay. Anh đã nói với em nhiều như vậy mà em không nghe, đáng đời. Sao anh có thể trách Y Y như vậy được? Đâu phải là lỗi của cậu ấy, phải đấy. Thịnh Minh là thằng khốn. Nào, đưa WeChat của thằng khốn đó cho mình chửi chết nó. Đưa điện thoại cho mình. Cậu mắng anh ấy thì có tác dụng gì chứ? Đã thế này rồi, mình chửi anh ta mình thấy dễ chịu. Bây giờ pháp luật không cho phép đánh người, nếu không mình còn muốn cho anh ta một trận đấy. Vì sao không thể chúm túi vải lên đầu mà đánh? Không ai biết đâu. Anh muốn ngồi tù à? Cậu thôi đi, cậu mà đánh anh ấy, sau này làm sao mình gặp anh ấy được nữa? Cậu vẫn còn muốn gặp anh ta à? Không định chia tay anh ta à? Mình vẫn chưa nghĩ kỹ. Mã Y, thế này mà em vẫn nhẫn nhịn được à? Nói thật, anh bỏ tiền cho em đi phẫu thuật não nhé. Nói thật, anh ấy thực sự là người mình thích nhất trong năm nay. Em thành thật quá đấy. Không đúng, năm nay mới trôi qua chưa đến 20 ngày. Thế thì tính vào năm ngoái. Hay là tối nay chúng ta không mở cửa nữa? Nói đi, cậu muốn đi đâu? Chúng mình đi giải tỏa cùng cậu. Mình nói cậu nghe, vốn là sáng mai mình đi làm sớm, nhưng vì cậu mình kệ luôn, mình quẩy xuyên đêm với cậu. Ngoan nào. Em xong việc rồi, anh đến đón em đi. Em muốn ăn lẩu. Hôm nay không được. Anh có chút việc, ngày mai anh đưa em đi ăn lẩu. Ngày nào cũng có việc. Sao em hoàn toàn không cảm nhận được là mình có bạn trai chứ? Quy tắc cũ, người bị thất tình là nhất. Nói đi, muốn đi quẩy ở đâu? Anh mời. Quẩy không tốt, không có hứng. Em chắc chứ? Anh có ý này hay lắm đấy. Đi thôi. Dừng. Không đi. Cậu chắc chứ? Mau lên. Lắc lư nào. Lắc lư nào. Tiếp theo sẽ là video nhạc EDM mạnh nhất ngày hôm nay. Tôi muốn biết các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng vui lên nào. Cậu nói xem vì sao chúng ta phải tự làm khó bản thân chứ? Để anh mình nhảy với cậu ấy là được mà. Một tiếng nữa chúng ta về đi. Như vậy thì chúng ta có nhạt nhẽo quá không? Nửa tiếng thôi. Nhưng cậu xem, bà cô Mã của chúng ta kìa. Lúc mới đến thì nói là không muốn đi. Giờ cậu nhìn xem, cậu ấy nhảy sung hơn bất cứ ai đấy. Nào, quay lại đi. Giữ lại chứng cứ.
3 tiếng đồng hồ không xem điện thoại, không thể nào. Bình thường không phải là luôn cầm điện thoại trên tay sao? Sao mới đọc được 2 trang vậy? Bà cô Mã đã quẩy liên tục 3 tiếng đồng hồ rồi. Ai đến lôi cậu ấy đi đi. Đi quẩy. Ý anh là sao? Đi 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 đi. Mau lên mau lên mau lên. Không hiểu. Ơ này, bây giờ người câm điếc cũng đi quẩy à? Đó là động tác tay chuyên dùng ở hộp đêm. Nghĩa là muốn uống với em một ly. Vận đào hoa của em gái anh bị anh đuổi đi mất rồi. Chút chuyện nhỏ này anh vẫn làm chủ được. Dù sao thì em gái anh cũng không hợp với lái máy bay. Đúng đấy, vẫn là bác sĩ Ngải hợp với em gái anh. Nào em quay lại đây, nào nào nào. Anh ngồi xuống đi. Hai người lắm lời quá. Có uống rượu không hả? Nào, nào. Cạn ly. Nhưng mà mấy DJ trẻ bây giờ toàn bật nhạc gì thế? Linh tinh, chẳng có gu chút nào. Mình vẫn thấy nhớ những bài hát thời của chúng ta. Mấy giai điệu đó rất hợp để nhảy nhót. Anh nhớ là hồi đó các em đi quẩy có bài gì nhỉ? Em nhớ là bài đó rất sôi động. Bài đó tên là gì nhỉ? À bài đó, bài đó. Bài đó, bài đó, bài đó. Bảo bối thần kỳ. Ông chủ Đặng, chúng em muốn chọn bài hát Bảo bối thần kỳ. Em tự đi đi. Em không đi. Anh cũng không đi. Cầu xin anh đấy. Không đi, không đi, không đi. Em thất tình rồi. Anh đi đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh đi, anh đi. Cảm ơn. Mang theo cả gậy phát sáng nhá. Còn cả mascara của em nữa. Em cần một sân khấu. Cảm ơn. Cảm ơn. Người anh em, đổi bài khác đi. Đổi bài gì? Bật bài Bảo bối thần kỳ. Bài đó quê rồi, quê lắm. Tôi không chỉ nghiêm túc mà còn rất chân thành. Nào, đưa mã QR đây. Được, được. Xin chào, xin hỏi ở đây đang xếp hàng sao? Đúng, khá đông người, có thể là phải đợi một lúc nữa. Cảm ơn. Thấy tin WeChat thì trả lời tôi. Thầy Ngải, sao thầy cũng đến đây? Tôi đến tìm một người bạn. Vừa gà vừa ham chơi chính là chị đấy. Liên quan gì đến cậu? Em đùa thôi, chị đừng giận. Sao hai người lại đến đây? Em thấy chị trả lời status của chị Tăng Lý, nên em biết chị ở đây, sau đó em đến đây. Thầy Ngải, tôi đến đây cùng Lưu Vũ Thành. Đúng. Tăng Lý đâu? Họ đang ở bên trong. Được. Mọi người có hay đến hộp đêm không? Không nghe thấy. Em nói là mọi người có hay đến hộp đêm không? Tôi không nghe thấy cậu nói gì. Đánh chữ đi. Ở đây không có sóng. Cần gì sóng? Cậu đưa cho tôi đọc là được.
Cười gì chứ? Cuối cùng chị lại đánh em rồi. Chỉ có điều chân của bố cô trước đây có vết thương cũ, lần này bị ngã lại đúng vào chỗ đó. Tốt nhất là có người chăm sóc bên cạnh. Bác sĩ Giang chín chắn đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, hợp với cậu hơn thằng nhóc đó nhiều. Cho chị xem cái này em vừa gửi cho chị. Ngô Dĩnh, chị đi đâu vậy? Em đưa chị về. Có phải chị vẫn đang giận em chuyện em kéo Hạ Hạ chơi game không? Nhưng đó không phải là Hạ Hạ, đó là Mai, bạn cùng phòng của em. Cậu ấy nói phải để chị ghen thì chắc chắn chị sẽ quan tâm đến em. Nhưng thật không ngờ lại khiến chị càng không để ý đến em. Không có, chỉ đơn giản là tôi không muốn chơi game thôi. Vậy chị thích đi quẩy à? Tuy em không giỏi lắm nhưng em có thể học. Cậu không cần phải làm nhiều việc vì tôi như vậy, em tự nguyện đấy, chị biết không? Chị thực sự vô cùng hấp dẫn. Nếu hòa vào đám đông, chị là cô gái nổi bật nhất. Hai chúng ta cách nhau 6 tuổi, không thể nào ở bên nhau được. Tuổi tác, tính cách, nghề nghiệp, đủ mọi vấn đề hiện thực, chúng ta không thể tránh được. Có phải dạo này tâm trạng chị không tốt không? Chị luôn nói những câu nản chí như vậy. Không, bất kể là có chuyện gì, nếu chị không vui thì có thể nói với em. Chị nói với em có thể gánh vác giúp chị. Thực sự không có, tôi phải về nhà đây. Cậu cũng về sớm đi, ngày mai cậu còn phải đi học sớm đấy. Chị để em đưa chị về, muộn lắm rồi. Không tiện đường, không cần đưa. Cậu chú ý an toàn, tay. Sau đây sẽ là bản nhạc điện tử mà các bạn thích nhất trong đêm nay. Tôi muốn biết các bạn đã sẵn sàng chưa? Quẩy lên nào! Someone's trying to